sụp đổ tiêu tan, nhưng hành quách quy nghi chậm mặt chưa điêu. Dạ chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo cái hành trình công gũi của Bùi Hồ, thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Thì qua tâm sự với lại chú ở đây, thì chú nói là cô bán sầu riêng bên đây rất là đam mê hát giọng cổ hả chú hả? Dạ, cô bán lâu chưa chú? Bán cũng mới bán đây, mới bán khoảng vài tuần nay. Dạ. À lúc trước là cô bán bún măng vịt. Dạ. Bây giờ con nghe chú nói là cô rất đam mê hát giọng cổ hả cô? Dạ, cô đam mê hát lâu chưa? Lâu rồi, hát cũng cả chục năm. Dạ, cô dạo này bán sầu riêng đỡ không cô? Mới bán mấy bữa hả? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi, cô xin phép? 60. Oh, 60 nhưng mà nhìn cô còn trẻ quá. 60. Dạ, cô ơi, con nghe chú giới thiệu con thấy nôn nao quá. Hôm nay thì cô có thể hát tặng cho con với lại cô bác anh chị ở trên mạng cái bài hát gì cô? Hát chính đoạn đây, tâm sự mê đình. Văn Thiên Đường lắm. Dạ, rồi cô hát đi con. Con mời cô bác quý anh chị thưởng thức cô bán sầu riêng hát vọng cổ. Dạ, con mời cô. La nắng kìa. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại chuỗi ngày âu. Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới đó, bây giờ là đây. Anh Trí ơi, kể từ hôm nay anh không còn sợ cô. Mà làm thơ ca tụng trắng nhớ nhà trắng của quê hương, dâng nặng tình thương nhớ. Ba từ lâu mong đợi một cánh chim phiêu bạt dưới dòng đời, chẳng còn ai thương nữa. Giờ bên ta chỉ còn lại mái đình, người mà tôi bỏ quên suốt quãng đời đau khổ. Những chuỗi ngày còn lại, anh cho em là hạnh phúc lắm rồi. Đó là nguồn vui, là lẽ sống của cuộc đời. Em mới là người anh mang ơn sâu nghĩa nặng, anh nguyện tôn thờ suốt cuộc đời anh. Anh Trí, hãy gọi tên anh là Hàng Mạc Tư. Ôi ba tiếng đó như trận bào kinh hoàng vừa thôi qua biển, đã đem thêm khô khan vào lòng ta mà làm sụp đổ tiêu tan, nhưng hành quách quy nghi chậm mặt chưa điêu.
tay còn nhớ đến tên hàng Bác Từ. Khi anh trở về sống lại với quê hương, gần nửa cuộc đời anh phiêu bạt tha phương, anh đã bỏ quên tên mình trong trí nhớ. Cái tên mà đối với quê hương chẳng còn xa lạ, nó đã ân sâu trong lòng dạ của Mai Đình. Mai Đình, em đang hờn chắc anh nó phải không? Phải mà, anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời người con gái. Từ quy nhân vào đây em chỉ mang theo một món quà nhỏ nhỏ, đó là cái tên của mẹ cha, để anh không còn bỡ nó lúc quay về. Và một bài thơ với nét chữ đá nhạt, đó là hình ảnh anh còn để lại trong lòng người con gái lốt lìa quê. Anh Trí ơi, tuổi xuân thời anh đem hết cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận về làm bao vật. Chắc chẳng còn ai đến đây giành giật, không lẽ đợi em mãi chịu. Cảnh bên anh 7-8 năm nay em mới tìm thấy cho mình một nguồn vui nho nho. Mai Đình ơi, em đừng nói gì thêm nữa, đầy đủ lắm rồi, ý nghĩa của tao ngộ quá đau thương. Hàng Mạc Tử chỉ là một phúc danh mà người đời có thể bỏ quên khi hồn thơ đã tàn. Khi anh không còn ca ngợi nhưng dần chẳng sang, thì anh đã là phế nhân về kiếp sống tật nguyện. Bất diệt là cái tên Nguyễn Trọng Trí của anh, cái tên mà người đời bỏ quên em đem vào hồn chính cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Ồ, quá hay. Cô ơi, cô đã hát như thế này lâu chưa? Hát, hồi đó thì hát, giờ bỏ rồi, lâu lâu hát tài tử chơi à. Dạ, ngày xưa cô có đi hát theo chuyên nghiệp gì không? Không có chuyên nghiệp mà đi hát đá này kia thôi. Nhờ hồi lúc mấy năm về trước á. Dạ. Ở Sài Gòn á, thành phố, cô đi hát đá không? À, cô đi hát đám ở Sài Gòn, rồi sau này cô về đây cô bán sầu riêng. Lúc đó mình đi đi theo những cái tụ điểm hát hay sao cô? Như bạn bè đó, rồi cái giới thiệu như mấy cảnh như đám hát này kia đó, đám tiệc tùng này kia, đám giỗ, đám sinh nhật, đám này đám kia, đám cưới rồi đó. Cái dạ. Tôi cô đi hát rồi đó. Rồi bây giờ rồi cái tối cũng nhiều khi đi theo mấy cái chạy hát đám ma đó. Dạ. Cũng đi hát đám ma đêm nào cũng đi. Cái niềm đam mê tài tử của cô ở đâu mà cô có? Thì nhỏ cô cũng biết ca Chút Đỉnh, cái cô mê vậy đó. Cô lên Sài Gòn á, cô thấy nhỏ bạn nó dẫn đi ca. Dạ. Nó cũng đâu biết nhịp nhàng đâu, sau này cũng về đây đi học á. Dạ. Này kia cũng được Chút Đỉnh. À, lúc đầu cô ca thì cô ca hay nhưng mà cô không biết nhịp. Dạ, nhưng mà bây giờ cô ca vẫn hay. Bây giờ thì cô biết nhịp Chút Đỉnh. Con thấy cô ca mà nếu như mà cô cầm một cái micro mà cô hát hát vòng cổ, cô bán sầu riêng chắc có lẽ đắt hơn. Ừ. Đúng không cô? Cô về đây cô bán sầu riêng được về ở Cao Lãnh mình lâu chưa? Mướn nhà này ở đây mới có 4-5 tháng à. Vậy là gốc quê cô. Quê cô ở đây. Quê cô ở đây. Quê ở đây nhà cô ở trong xã Thanh Hưng á, mà cô ở đây cô mướn nhà này. Dạ. Tại ở trong quê không có làm gì, ra đây mướn nhà này ở rồi bán đồ ăn nè. Dạ. Mà bán đồ ăn thấy chậm quá rồi cô qua Từ Liên bán. Dạ.